Ok, xin chào các bạn quay trở lại kênh của Rocket2P nha. Và hôm trước ấy, mình mới xem một cái nick 300 ngày đó kiếm được 1.800 cái sọc vàng. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một quả nick nữa cũng đang có số ngày đăng nhập liên tục là 299 ngày. Thì mình khá là tò mò liệu không biết là hai cái nick mà có số ngày chơi tương đương nhau như thế này ấy, thì liệu có chênh lệch chọc vàng nhiều hay không nhở? Hay là bây giờ đa số người chơi họ đều có thể kiếm được số lượng chọc vàng lớn như vậy ở số lượng ngày chơi chỉ khoảng 300 ngày thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu để biết nhé. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên đó là TWA Cookie nha mọi người. Vâng, và đang có mặt ở Kingdom, đó là 2440. Và như các bạn đã thấy hồi nãy rồi, đó là quả nick của chúng ta hiện tại đã có cấp VIP 14, 791.000 điểm trên 1 triệu điểm VIP các bạn. Rất là nhiều nha, và chỉ có 300 ngày đăng nhập mà thôi. Thì mình sẽ xem đó là liệu bạn có phải là một người chơi ở gốc ở Kingdom này hay không. Thì mình sẽ xem số ngày chơi của Kingdom bằng cách là ấn đọc báo nhá. Đó, mua này. Rồi, như vậy là Kingdom 2440 là 290 ngày, như vậy là tương đối là trùng nhau các bạn ạ. Và sau tổng cộng là 300 ngày chơi đi, gần 300 các bạn, thì cái nick cookie của chúng ta đã có sức mạnh đó là 46.73 rồi. Và điểm tiêu diệt ở đây là 396 triệu điểm với 22 triệu là T4 và 8 triệu là T5. Cũng ok nha anh em. Đây là phần thông tin thêm này, thì bạn cũng chết là 2.7 triệu lính rồi. Cũng tương đối là chiến khi mà thu thập tài nguyên thì bạn cũng thu thập được 6 tỷ rưỡi, hỗ trợ thì 572 triệu và trợ giúp rất là nhiều nha, 62.000 lần. Mình mới trợ giúp được có 32.000 lần các bạn. Đó là tiện đây thì bên trong thành phố của bạn ấy luôn, thì tiếp tục là một lối trang trí theo kiểu gọi là không có một cái hệ thống cống rãnh gì luôn. Và trang trí kiểu thích đâu xếp đó anh em. Tầm này thì mình nghĩ là rảnh rảnh xây thêm mấy cái đường cho đẹp các bạn nhỉ. Và mình sẽ ấn vào xem cái skin nhà. Skin nhà thì hiện tại bạn đang có là 9/73 skin nhà. Và có cả cái skin nhà KVK1 luôn. Đó, cái nick này thì chắc là đang đánh trinh phạt đó. Nhưng mà có cái skin nhà K1 này chắc chắn là qua việc ăn top danh dự ở KVK1 rồi. Cũng rất là ngon nhá. Còn lại thì bạn chưa có cơ hội để sở hữu những cái skin nhà cam khác. Và chúng ta sẽ cùng đi xem về cái mục chỉ huy. Đó là xem khoảng 299 ngày đi thì bạn đã đạt được đó là bao nhiêu chọc vàng các bạn. Đầu tiên là bạn có một con Richard 5111 này, chuẩn theo hướng dẫn của Rogue F2P luôn. Và bác nông dân thì luôn khuyến khích anh em đó là nên lên con Richard này. Ở đây thì bạn cũng có dồn vào đây là 30 tượng. Con này thì mình nghĩ các bạn không nên bỏ nhá, tại vì giá trị sử dụng nó rất là tốt. Nó không có tốn kém gì hết các bạn, có 50 tượng thôi à. Như ông này ông chỉ dồn lên có mỗi 30 tượng mà thôi. Ở đây thì bạn cũng có con CM cũng cấp 60 luôn, có skill là 5423. Đó. Và bạn dồn vào đây là 175 chập CM. Ui, đáng sợ thật sự ạ, rất là nhiều người chơi đam mê CM ở trong cái game này anh em. Ở đây thì bạn cũng có con tướng Ethel Flashmark. Thì hôm trước mình thấy có một bạn post lên trên group Facebook ấy, đó là bạn ấy hỏi là liệu con tướng này nó trừ 30% chỉ số tấn công, phòng thủ và sức khỏe của mục tiêu. Thì như vậy nó có phải là 90% không? Thì nếu mà là mình sẽ vẫn tính là 90% các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn trừ tới 30% cả tấn công, phòng thủ và sức khỏe mà một cái set đồ cam ấy, chưa chắc các bạn đã được cộng tới tổng cộng là 90% chỉ số stat đâu. Nên là đây là một cái debuff mình vẫn nghĩ rất là lợi hại nha, mà nó lại còn miễn phí nữa chứ. Ở đây chúng ta có là Quan Vũ nha, 5322, liệu bạn có dồn chọc vàng con này không? Khả năng cao là có anh em ạ. 174 tượng nha, như vậy là bạn đã dồn vào khoảng 350 tượng rồi đấy. Có cả SC Bio mang các bạn vào, wow, một set ca Ngọc Trinh. Trắng tinh khôi như Omo luôn anh em. Mình phải gọi là bạn này là bạn Cookie Omo các bạn ạ. Khi mà bạn có tới là 6 món ca Ngọc Trinh. Tuy nhiên thì bạn cũng có biểu trưng. Nhưng mà ở đây mình cũng có hơi lăn tăn một chút này. Nếu là các bạn mà đã biểu trưng cái món trang bị cam ấy, thì có lẽ các bạn nên tinh luyện cái món trang bị này cho nó lên talent. Đó, hoặc là không thì các bạn để cái pha lê biểu trưng lại. Các bạn chờ đến khi nào các bạn có đồ đúc được talent thì các bạn hãy biểu trưng nó lên nha. Và ở đây thì bạn cũng mặc một set đồ bộ binh tập trung về chỉ số phòng thủ. Khi mà có tới là 51% chỉ số phòng thủ ở con SCBO này. Đó thì bạn quyết định đó là lựa chọn SCBO thay vì Quan Vũ. Mình nghĩ là SCBO cũng là một lựa chọn tốt hơn Quan Vũ ở cái thời điểm hiện tại nhá. Nó cộng nhiều chỉ số hơn và sát thương nó cũng cao hơn. Bù lại thì Quan Vũ cái khả năng câm lặng ấy rất là khó chịu. Tuy nhiên thì Quan Vũ là một vị tướng cũ anh em ạ. Và nếu các bạn để ý thì chỉ số Quan Vũ khá là thấp, nên chúng ta có thể lên SCBO thay vào Quan Vũ cho những bạn mà mới lên map chinh phạt lần đầu nha. Và mình sẽ muốn xem nó liệu con SCVOP này thì bạn dồn vào đây là bao nhiêu chọc vàng. 675 chọc các bạn. Như vậy là sơ sơ là đã hơn 1.000 chọc vàng rồi đấy. Ở đây chúng ta tiếp tục có là Z Song Z Max Q. Quốc tướng không thể nào mà chúng ta không lên được. Và 637 chọc nữa. Như vậy tổng cộng số lượng chọc vàng sử dụng đã là lên tới 1.600 chọc rồi. Hơn rồi anh em. Mình tính tương đối thôi.
Ở đây chúng ta tiếp tục có là Cao Cao này, Tào Tháo 5221, không dồn chọc vàng. Mộc Lan 5311 chắc cũng không dồn chọc vàng vào đâu. Chuẩn bài anh em, tại nick này thì bạn bụi rất là chuẩn, theo những cái gì mình đã hướng dẫn cho anh em chơi thì bạn sẽ không dồn chọc vàng với con tướng chìa vàng đâu. Đó, thế này các bạn thấy này, đa số tướng can thì bạn sẽ không dồn đâu. Ví dụ con Elsit, đây là con Elsit anh em, không phải là con Edward đâu. Và bạn cũng có một con Mina, đấy chỉ có mỗi một cái skill 1 thôi. Như vậy là bạn cũng không sở hữu cho mình hơi thở của đồng tiền. Còn chỗ này thì là toàn tướng tím. Đấy, tướng tím thì tầm này anh em ít dùng rồi. Map của 2440 hiện tại cũng đã qua mùa chinh phạt rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng đi xem về túi đồ. Hiện tại mình thấy tài nguyên của ông này ở ngoài có khá là nhiều nha. Khi mà có tới gần 1 tỷ lúa, gần 1 tỷ gỗ. Đó, hơn 300 triệu đá với lại hơn 560 triệu vàng. Rất là nhiều tài nguyên trong túi này, game và điểm VIP thì bạn cũng xài hết rồi, còn mỗi cái nịt thôi. Tài nguyên này, tài nguyên bạn này còn nhiều nhá. Tầm này mình đánh thị phạt ok, trừ khi mà ở trong một cái cụm KVK nó quá là gắt gao thôi. Mục tăng tốc này, tăng tốc xây dựng, ở đây thì bạn còn ít. Tăng tốc huấn luyện còn khá khá. Tăng tốc nghiên cứu còn ít. Tăng tốc chữa thương, bây giờ mới nhớ ra là mình chưa soi nick này xem có T5 không. Lát ra soi T5 anh em. Tăng tốc chung cũng ít luôn. Quả nick này tăng tốc rất là ít nha. Có lẽ là đã dùng tăng tốc để úp T5 đấy. Tầm này mà tăng tốc ít như vậy thì khả năng cao là bung tăng tốc rồi. Đây thì bạn còn mấy cái huấn luyện mở rộng đội quân này. Đó, 6 cái 20.000. Tăng quân 50%, bạn chỉ có đúng duy nhất một cái thôi. Còn đây là ô thiết bị. Đấy, vật liệu này còn rất là nhiều. Vật liệu các bạn thấy còn tới 15 nguyên liệu cam này. Tuy nhiên thì cũng đã gia nhập vào hội những thanh niên Ngọc Trinh rồi. Khi mà đã kéo dài cái chuỗi của mình lên được 6 món. Hiện tại hôm trước mình có show cho anh em một cái nick, đó là 28 món cam, chỉ có duy nhất một món talent. Thì đó vẫn là kỷ lục của kênh mình nha anh em. Một kỷ lục của kênh mình. Còn cái nick này của chúng ta thì cũng đã 6 món rồi. Không biết là bạn có buồn không nhỉ? Mẹ làm mình chắc mình khóc. Đập đồ cam thì sướng thật đấy mà nó không ra talent, buồn lắm anh em ạ. Đồ tím thì nãy mình thấy bạn ấy cũng còn ít lắm. Cái này là mảnh bản vẽ này. Mấy cái mảnh bản vẽ này thì về sau anh em có thể bán đi để lấy tín dụng liên minh. Đó, tín dụng cá nhân. Thì cái tín dụng cá nhân đó các bạn sẽ sử dụng để mua vé bay. Đó là tối ưu nhất nha. Đây là mục khác này. Hộp cung cấp bạn có 5 hộp. Vé bay bạn vẫn còn 15 cái. Ở chìa khóa cũng hết rồi. AP thì cũng còn nha. AP lần này là bạn chỉ sử dụng để đua ở KVK 1 thôi. Nên là bạn cũng tích lại được khá khá rồi. Đổi nền văn minh thì bạn có tới 2 cái. Thiết lập lại kỹ năng bạn cũng có 2 cái luôn. Thì cũng một số anh em hỏi mình, đó là cái quyển này các bạn lấy ở đâu. Thì câu trả lời là nạp anh em nhá. Nạp. Sự kiện nạp lại các bạn nạp 250.000 ngày đầu tiên là các bạn sẽ có được cái quyển này. Giúp các bạn cài lại kỹ năng nhưng mà không giúp các bạn trả lại tượng nhá. Đó, và ở đây thì chúng ta còn dư là 21 tượng cam nữa. Như vậy tổng cái số lượng tượng cam mà cái nick của chúng ta đã có được sau khoảng 300 ngày chơi ấy, nó là rơi vào tầm 1.600 đến 1.700 tượng nha. Nó vẫn thua so với cái nick hôm trước mình show cho các bạn, khi mà hơn 300 ngày chơi có tới là 1.800 chọc vàng. Nó chênh lệch tới 200 tượng nha. Khoảng cách chênh lệch rất là nhiều. Như vậy thì có thể kết luận tạm thời cho anh em, đó là những cái nick mà bây giờ các bạn mà chơi mới ấy, thì tầm 300 ngày các bạn sẽ có khoảng hơn 1.500 tượng đấy, đúng không? Nó là giấc mơ bắc tường cam, nó không phải là quá xa vời. Còn đây là chỗ mục xếp hạng. Xếp hạng thì đây chúng ta có sức mạnh liên minh này. Top 1 đang là 8.7 tỷ. Uầy. Như vậy là 2440 cũng tuyển khá là nhiều người chơi về nha, mình thấy pa rất là to. Top 2 6 tỷ. Top 3 thì 3.7 tỷ, có thể là đánh 2 clan anh em. Top 3, top 4 các bạn nhìn cái số lượng pa rất là đuối rồi. Sức mạnh cá nhân, ông top 1 đang là Super Ego. Sức mạnh 151 triệu pa. Top 2 109. Đó, top 3 104 triệu pao. Top 4, 5 cũng chơi 100 triệu pao. Kingdom K2, K3 mình cảm giác bây giờ họ tuyển người về rất là nhiều. Thành ra là pao to hơn rất là nhiều so với những cái Kingdom mà đang ở map chinh phạt. Nhưng mà bù lại thì tổng số lượng người chơi ở những Kingdom mới họ sẽ bị thọt về tướng, về đồ khá là nhiều. Đó, nhưng mà ví dụ như Kingdom này thì cũng khá là khỏe nhá. Hai clan, người chơi rất là nhiều. Cái nick của chúng ta 46 triệu pao và đang ở top 151. Kỹ năng liên minh nào? Top 1 thì đang điểm tiêu diệt là 90 tỷ 6, top 2 tiêu diệt 34 tỷ 9, ok nha. Nói chung là tầm liên minh 8B thì kill như vậy là ok anh em ạ. Cũng không phải là một Kingdom quá nổi tiếng, mình cũng chưa nghe đến 2440 mấy. Ở đây thì điểm tiêu diệt top 1 cá nhân đang là 7 tỷ rưỡi của một ông BT. Đó, BT. Top 2 là một ông Lord Savio. Đấy, chúa tể Savio à, điểm tiêu diệt 4 tỷ 3. Rồi, top 3 là một bạn Hi Puppy. Uầy, Hi chó, à lộn, không phải, Hi cún con. Ở đây thì bạn có điểm tiêu diệt là 3 tỷ 8 nha. Sức mạnh 75 triệu, rất là chiến. Avatar nữ, lại là nữ chiến thần sao?
Top 4 chúng ta có đây là Laylee EC, tiếp tục là avatar nữ, không biết phải bot nữ không. Nó bao thì chỉ có bảy mấy triệu thôi mà Q toàn trên 3 tỷ. Đó, ông này cũng Q 3 tỷ 3 này, điểm Q nhìn chung cũng tương đối ổn anh em ạ. Mình sẽ xem một chút về gói nạp của bạn này. Đó, thì quả nick của chúng ta đang còn cái sự kiện đường đến vinh quang nha. Những quả nick mà còn cái sự kiện này thì đều là những nick nạp ít anh em ạ. Đó, cái sự kiện này là dành cho những nick nạp ít thôi. Các bạn ít nạp tiền vào game thì cái sự kiện này sẽ còn. Chứ còn đây các bạn mà nạp thêm một ít nữa là nó sẽ mất à. Như vậy thì bạn này sẽ không có nạp gói game tháng luôn. Ồ không, có nạp anh em ạ. Chỉ những viên đá quý kiếm được trực tiếp thông qua gói siêu giá trị ưu đãi đặc biệt hàng ngày. Cửa hàng đá quý như vậy là gói game tháng ấy cũng tính vào đây luôn nha. Chứng tỏ là ông này là cũng chỉ mua gói game tháng thôi. Nạp đến tầm này là chắc nạp game tháng lâu rồi đấy. Gói hàng ngày không mua này. Uầy, bây giờ gói hàng ngày quan vũ với leo sớm sướng nhờ. Ông nào có tiền là có thể nạp để lên quan vũ, đỡ phải lên SCPO. Đây là một cái điều khá là hay nếu các bạn muốn lên quan vũ. Và mình sẽ xem là cái nick của chúng ta đã sử dụng những đạo nào để đánh open field ở map chinh phạt nha anh em. Đó, tầm này thì bạn đã sử dụng đó là SCPOG. Đạo thứ hai là quan vũ tôn tử. Đạo thứ ba là AEG. Đây là bạn đã xếp mẫu thôi, trông cũng không sao ấy. Nếu là mình sẽ mạnh dạn đề nghị bạn đánh luôn là quan vũ SCPO, một đạo cho nó máu anh em ạ. Đạo thứ hai CMG, thế thôi. Chứ còn là quan vũ tôn tử tầm này trông nó kiểu phèn phèn kiểu gì ấy. Quan vũ chưa mắc cầm với tôn tử nó ra đồng trông phèn lắm anh em. Mình nghĩ là chơi thẳng quan vũ SCPO luôn, là một đạo máu đánh run cho sướng. Và mình sẽ xem là quả nick của chúng ta đã có T5 chưa. Đấy, quên mất tiêu mà chưa xem là có T5 hay chưa các bạn ạ. Đây, học viện này, học viện đã 25 rồi. Mình sẽ xem thẳng T5 đi. Như vậy là chưa lên được T5 nha anh em. Nó vẫn còn thiếu 2 tech nữa. Đó là khiên Escutum còn 40 ngày. Và cái quân đoàn y tế này 119 ngày. Thêm một cái nghiên cứu lên T5 60 ngày nữa. Như vậy quả nick của chúng ta sẽ cần, nếu mà trợ giúp tất cả chắc cần khoảng 150 ngày thôi. Khoảng 150 ngày đến 200 ngày là bạn sẽ có T5. Hy vọng là bạn sẽ có T5 sớm để đánh ở map KVK chinh phạt. Và video review về quả nick Cookie của mình đến đây là kết thúc rồi. Đây tiếp tục là một nick 300 ngày và tích được rất là nhiều chọc vàng anh em. Có lẽ là hiện tại các bạn kiếm chọc vàng đã dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà cả hai quả nick của chúng ta, và đặc biệt là cái nick hôm trước ấy, họ còn không nạp tiền các bạn mà còn kiếm được tới là 1.800 chọc vàng. Và cái nick ngày hôm nay của chúng ta ấy, thì có nạp tiền đó và cũng kiếm được cho mình đó là 1.600 chọc vàng ở cái số ngày chơi, đó là 300 ngày. Đây là một con số rất là nhiều cho anh em. Nó tương đương với khoảng hơn 2 con tướng ca mắc rồi. Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những video về tựa game Rocket League cho tương lai thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ Rocket HP nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.